Hello hello, xin chào mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay tiếp tục em làm một video về san mặt bằng cốt đường các bác nhá. Bây giờ mình sẽ quay ra đằng trước và giới thiệu cho mọi người về cái công trình hôm nay và lát nữa mình sẽ thi công các bác nhá. Đó. Hiện tại thì ở đằng cái vế đằng này là mình đã san phẳng nó ra rồi các bác nhá. Đó, bây giờ quay sang bên này. Quay ra đằng sau máy của mình đây. Cái vế đằng sau của mình đây là vẫn còn đang lỗ chỗ mà lô mô lắm. Ngày trước công nông đi mới đổ đất tôn ra đây thôi, chứ còn chưa có mặt bằng, chưa có mặt phẳng các bác nhé. Đúng ra những cái công trình này thì là phải có cái máy ủi đi để ủi cơ. Nhưng mà bây giờ máy của nhà thì là nhiều quá. Máy của chủ máy của nhà em ấy là nhiều 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 máy quá cho nên là mình sẽ làm mặt bằng bằng máy xúc thôi, chỉ cào bằng răng cầu thôi các bác nhé. Đó. Thì trong cái khi mình quay này thì ở cái đằng trước của mình nó hơi bụi, với lại là nó hơi có cái bóng người ấy, thì rất mong các bác thông cảm nhé. Bởi vì là bây giờ cái thời tiết nó khô hanh như thế này, xong là gặp cái đất này nó lại nhiều bụi nữa. Đó. Rất là nhiều bụi luôn. Thì nó sẽ hay nó bị bụi ấy các bác, với lại cái bóng ánh nắng nó chiếu vào cabin. Nhưng cũng may là ở đây bây giờ là cái mặt trời nó đã lặn rồi, nó đã không không còn ở trên cao nữa cho nên nó cũng đỡ được cái bóng. Thì ở những cái video trước thì các bác xem ấy, nếu mà thấy có cái bóng thì các bác thông cảm, nhiều khi là mình không chọn được cái thời gian nó thích hợp để mà mình quay cho nó đẹp. Thế này thì mình cứ cào lấy mặt bằng cho nó phẳng, xong là cứ lấy chỗ cao bù chỗ thấp thôi. Như cái ngoài này lúc trước là công nông nó đi để nó lún xuống, nó đã chặt rồi. Cái vế trong này thì mình lấy mặt bằng nó cũng đã tương đối ok rồi. Thì bây giờ cứ chỗ nào cao thì mình gọt đi, còn chỗ nào thấp thì mình bù vào thôi. Nắn làm sao để cái đường nó cân đối. Những cái đá đá này thì mình sẽ gạt hết ra phía ngoài lề đi đi, bởi vì là cái đường của mình nó sẽ san một lớp mỏng vào thôi ấy. Cho nên là cái đá to thì nó sẽ không phù hợp. Gạt nó đi. Cái này nó là đất mùn thôi. Nếu mà khi mà mình lấy xong mình lu, mình lấy cái xích mình lu hoặc là xe công nông người ta chở sắn chở xếp qua đây là nó cũng tự nó sẽ bằng phẳng vào thôi các bác nhé. Nó cũng sự nó nén xuống thôi. Chỗ này nó hơi thiếu đất một chút này thì mình sẽ vét đến một ít ở ở dưới cái lề này lên, bởi vì cái đoạn này thì nó đang to, đoạn này nó đang thừa đất. Hôm trước nó ở dưới nó thiếu rất là nhiều đất cho nên là phải đổ ra đây nó to lên. Bây giờ nó hết đất rồi thì mình cứ cắt bớt một ít cũng được các bác ạ. Và bắt đầu mình bù vào những cái chỗ lõm này. Những cái mái này thì mình nghĩ sau này là mình vẫn phải ép các bác nhá. À, sau này thì mình sẽ chỉnh sau. Mình phải ép cái mái để cho nó tránh tình trạng nước mưa nó xuống rồi nó sạt lở. Thì mình sẽ chỉnh cái phần mái đó sau. Thì tạm thời thì bây giờ cứ đủ cốt đường đã. Đấy, mặt bằng đường nó vừa đủ mà nó vừa đẹp. Phía dưới bờ ruộng thì có một em đang chăn trâu ở dưới đó các bạn. Tầm này đất thì chắc là đủ rồi. Chỗ này nó hơi cao một chút này. Có một em đang chân trâu ở dưới kia nhưng mà em này em mới còn bé quá. Mình thì lớn tuổi cao hơn rồi. Nhiều khi là bắt sóng nó không kịp, nó không theo được các bác ạ. Không cùng tần 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 sóng. Bây giờ mà vẫn còn đang đi chân trâu như thế này thì chỉ có là còn bé thôi. Các bạn trẻ bây giờ mà cứ học tầm khoảng lớp 9 lớp 10 trở lên là cấm có thấy đi trần trâu bao giờ, chỉ có thấy đi học hết thôi. Đã phẳng tương đối rồi anh em nhá. Chỗ này nó cũng vậy. Ở chỗ này nó hơi cao một chút này. Hiện tại cái máy của mình đang đứng là nó bị thấp ở cái vế bên ngoài này. Đó. Thấp ở vế ngoài thì sẽ múc thêm đất cho vào. Để cho máy đứng nó cân đi.
cân máy thì làm nó mới phẳng, làm mặt bằng nó mới nhanh được các bạn. Đây là công nông nó đi ra để nó lu các bác. Máy lốp khi mà nó đánh đi đánh về là nó cũng đi ra những cái mép này để nó lu đấy. Để nó lu cho nó chặt. Nếu cái máy xích của mình thì nó nhẹ quá. Nó có 5-6 tấn rồi này, lu nó không hiệu quả, nó còn thua. Đây là gạt phẳng này. Đây cho nó rơi ra phía ngoài các bác nhé. Ở ngoài này thì nó vẫn còn lún, nhưng mà mình cứ gạt phẳng đi cho nó hơi hơi cao ở phía ngoài một chút thôi. Như vậy là ok. Làm ở đây thì nó hơi sóc, để anh em thông cảm. Chỗ này nó cũng cao khoảng 2-3 phân này. Nó quay đầu ở đây là chở đất đến đây, nó quay đầu là nó hay bị bung cái nắp đít thế các bạn. Nắp đít nó bung ra là nó cứ bị chỗ cao chỗ thấp, đi lại nó rất là gồ ghề luôn. Bác nào mà tít còi thì mình còn thấy được, chứ có bác nào mà cứ phi thẳng vào thì cũng chịu lắm. Bởi vì là các bác ấy đi cái xe máy tiếng ồn nó cũng ít ấy. Máy của mình nó nổ nó cũng to nữa. Cho nên là nhiều khi là có những bác mà không tít còi là mình đi qua là hay kiểu giật mình. Tất nhiên là cũng không thể va vào người ta được đâu, nhưng mà người ta kiểu làm như thế là nó sẽ nguy hiểm đấy. Khi đi đến mà muốn vượt thì phải tít còi đi để cho lái máy người ta biết. Anh em nào mà xem cái video này mà không phải là lái máy thì anh em rút kinh nghiệm ở cái đoạn đó. Mà kể cả lái máy đâu, nhiều khi là cũng phải nhìn gương, nhìn đấy cho nó cẩn thận tí. Đấy, cái máy này nó không có gương các bác. Không có gương, không có gương bên trái, không có gương bên phải gì cả. Chỉ có mỗi là cái ở đằng trước mặt mình nhìn thấy này. Chỗ này thì cái cổng lên cái nhà phía trên này của bác chủ nhà phía trên này. Thì hôm trước mình cũng lên đây sửa làm tao luy nhé cho bác ấy đây này. Đấy, nắn lại thường cho bác ấy xong là đất tiếp nó thừa ở đây, rơi ở đây thì bây giờ mình sẽ xử lý luôn cho bác nhé. Đào cho nó đứng dưới chân nó. Chỗ nào không cào đến thì nó nhom nhem lắm, nhưng mà chỗ nào cào đến thì trông mình lia gầu đến thì trông nó mịn, nó đẹp lắm. Kệ nó các bác nhé, nó hơi hơi cao một chút, nó kệ.
của mình thì nó bị lệch di chuyển, cho nên là ở cái bên 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 trái kia nó khỏe hơn, bên phải thì nó yếu hơn. Đi lại nhiều khi là mình cứ theo cái quán tính là bị cắt xích ấy, cho nên là xe nó đi rất là chậm, máy nó đi rất là chậm. Để đường nó vênh váo nhiều thì mình sẽ xử lý theo kiểu vênh váo thôi các nhé. Chỗ nào mỏng thì làm rất là mỏng, còn chỗ nào dày thì phải cào dày. Này thì nó tương đối nên là cái này ủi ben thì cũng không được các bác nhé. Ủi ben thì nó cứng quá, mà lại cái máy của mình nó đi di chuyển nó cũng kém nữa. Như vậy là làm bằng răng này thì nó vẫn cứ là tối ưu nhất này, không ảnh hưởng gì cả. Bằng răng trông thì chậm này thôi các bác ạ, nhưng mà khi mà mình làm đến đâu thì nó được luôn đến đó, nên không phải chạy đi chạy về thì là chỉnh lên chỉnh xuống làm gì. Lấy bằng răng này, lấy cốt đường thì nó rất là thoải mái, là ok luôn. Bác ấy cứ đứng ở đằng sau bác tít còi mà mình đã dừng máy rồi. Dừng máy rồi thì phải vượt lên luôn. Bởi vì là mình đã tránh rồi ấy. Nhiều khi là người ta còn chưa hiểu ý của mình thì người ta cứ đứng, người ta tít còi. Như cái này là đến chiều tối này xe công nông nó đi qua là nó sẽ ném xuống, nó sẽ bằng phẳng lắm. Nếu đất thì mình sẽ lấy ở dưới đây lên, mải ấn vào cái camera. Đấy, cục bê tông có sắt, cái này có sắt. Cái video này nó cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video sau. Đó, thì khi mà vào đến phía trong kia thì mình sẽ tiếp tục làm video và chia sẻ với mọi người. Thì cái này thì hôm nay làm một đoạn đến đây thôi, mười mấy phút rồi đấy các bác nhỉ. Anh em làm cố gắng là lấy cho mình cái bể máy nó bằng đấy thì mình quay mình căn nó cũng dễ. Đầu cũng khá là mịn rồi đấy, phải không các bác? Cuối cùng ra. Ok, chào anh em nhá.